xin kính chào quý khán giả trở lại với chương trình việt view đây là phần chót của chương trình cho tuần này thì chúng tôi là phó Hòa là chủ nhiệm tâm lý xã hội cũng là chủ tịch của Hội bất vũ lợi việt care chúng tôi đến với quý vị hôm nay chia sẻ chút xíu về cái lịch sử uh, từ sử về uh, cái họ bất vũ lợi việt care uh, chúng tôi xin phép có thể chia sẻ thêm về cái sinh hoạt của việt care nữa ví dụ hôm nay cái chương trình việt view này là đã được trên uh, màn ảnh tv với quý vị Gần 7 năm rồi, à, qua các sự bảo trợ của Đài Little Gòn TV, chúng tôi đến với quý vị à, hàng tuần à, Để đưa đến các đề tài, đề cập tới những đề tài liên quan tới, tới tâm bệnh Nếu mà quý vị cảm thấy cái chương trình này có hữu ích với quý vị đó Thì xin quý vị cho chúng tôi biết, để chúng tôi cũng thể à, chia sẻ với Đài Little Saigon TV luôn Để cho người ta biết các sự hữu ích cho cái chương trình này cho quý vị và chúng tôi cũng có một tin vui nữa để chia sẻ với quý vị đặc biệt cho những người mà sống tại quận Cam hoặc là gần đây uh, gần uh, địa điểm này đó là tương lai trong năm tới này thì chúng tôi mong uh, sẽ có một cái uh, chương trình uh, cũng là Việt View luôn mà chúng ta sẽ có một cái chương trình trực tiếp sẽ được quay phim uh, trực tiếp và có khán giả trực tiếp luôn. À, nếu mà quý vị nào muốn tham gia muốn vô uh, chương trình để có thể ngồi trên uh, uh, trong đài luôn ngồi lên chương trình luôn đó uh, thì giống những chương trình của Mỹ vậy thôi uh, là mình có cái chương trình những này Doctor Feel hoặc là The View những cái talk show đó thì mình có khán giả trực tiếp ngồi đó để tham gia đối nối kết với nhau và để đối thoại với nhau thì chúng tôi mong là năm tới thì Việt Care sẽ có một cái sự tổ chức một cái đài uh, đặc biệt là trên YouTube Uh, sẽ có một cái chương trình uh, việt view uh, qua uh, youtube và có uh, nơi để khán giả ngồi tham gia chung với nhau để mình có thể nói chuyện một, một có một cái hội thảo uh, hàng tháng uh, hoặc là hàng tuần để cập những cái đề tài và có cái cơ hội để cho quý vị có thể đến ngồi trên đài ngồi lên và tham gia trên đài trực tiếp và có thể đặt câu hỏi uh, trên đài luôn. À, thì sẽ có nhiều cái chương trình và nhiều có cái sinh hoạt à, rất là nóng hổi Và chúng tôi à, rất là hăng say mong để có thể à, chia sẻ với quý vị à, cần sắp khi mà ngày sắp tới thêm Trở lại với chương trình hôm nay về cái, một cái mục đích chúng tôi muốn tới đây đây á, Là chia sẻ về cái ngày hội thảo sắp tới này là cái ngày mùng 8 tháng 10 Là cái chương trình là Phở Curry 2016 và cái ngày uh, thứ bảy mùng 8 tháng 10 này là từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều tôi chỉ có trong khoảng cách 4 tiếng đó thôi. Là sẽ có sinh hoạt, uh, sẽ có uh, văn nghệ, sẽ có uh, bác sĩ tâm thần Clayton Chow thuyết trình về cái đề tài là Celebrate uh, Mental Illness. Là mình như thế nào để mình viên danh và là mình chú ý đến những cái hy vọng chứ không phải là mình có tâm bệnh là mình mất đi hay hy vọng Hoặc là mình mất đi cái tương lai nhưng mà có nhiều có có nhiều cái vấn đề có nhiều cái phương pháp để mình có thể áp dụng có nhiều cái phương pháp điều trị để mình có thể tham gia để mình có thể đưa đến cái sự hồi phục mình có thể lấy lại cái sự hy vọng tiếp tục cái hy vọng của chúng ta để sống cũng có một đời sống ý nghĩa có một đời sống sáng sủa trong tương lai nên vì vậy chúng tôi mong và chúng tôi mời quý vị đến tham gia với chúng tôi và cái tin vui nữa đó là 300 người đầu tiên vô cổng sẽ được ăn phở miễn phí thì chúng tôi chỉ có giới hạn là 300 người đầu tiên thôi Nếu mà quý vị uh, sau cái số 300 người đó thì xin chưa quý vị có phải trả giá cho cái tô phở uh, nhưng mà chúng tôi mong là 300 người đầu tiên uh, xếp hàng hoặc là 300 người đầu tiên vô cổng miễn phí uh, vô cổng thì sẽ được uh, ăn miễn phí còn ai mà vô cổng thì cũng miễn phí hết chúng tôi không có trả tiền. À, khi mà chúng mà quý vị tham gia mà vô cái hội thảo cộng đồng này đó thì cái hội thảo y tế cộng đồng này thì quý vị có thể lấy thêm học hỏi thêm những cái tài nguyên uh, do các cơ quan uh, phục vụ uh, trong quận cam này uh, gồm có những cái cơ quan của uh, sở cảnh sát Garden Grove, sở cảnh sát Westminster quý vị có thể học hỏi thêm, tìm hiểu thêm những tài liệu về những, những cái sinh hoạt trong cộng đồng mà hai cái cơ quan uh, cảnh sát, sở cảnh sát đó có thể trao cho các, những người dân trong thành phố của hai cái cơ quan đó. Cùng lúc quý vị có thể học hỏi thêm về những cái tài liệu của bộ y tế quận cam, những cái tài liệu của uh, nhà trường đại học uh, Cal state Fuller University Fullerton là trường đại học của thành phố từ bang uh, California đại học từ tiểu bang, trường đại học tiểu bang nhưng mà ở thành phố Cali ở thành phố Fullerton uh, sẽ có mặt đó và nói chuyện và chia sẻ về những cái tài nguyên uh, về cái chương trình uh, cao học về tâm lý trị liệu. Thì đây là chúng tôi nói về mình tới mà để mình chung vui với nhau, mình chung ăn với nhau, mình chung học với nhau, mình cùng chung hưởng những cái tài nguyên ở đó và mình chung cùng nhau chung tiến tới với nhau trung ừ, tiến là tiến tới về cái sự hy vọng tiến tới cái sự hợp tác cho cộng đồng à, mình đừng có để cái tâm bệnh hoặc là cái vấn đề tâm bệnh tâm thần kéo quý vị ở lại hoặc là kéo cái cộng đồng chúng ta ở lại chúng ta nên tập trung vào cái sự tiến tới đừng có đừng có để cái tâm bệnh kéo mình bắt mình phải ở lại đừng bị mình bị uh, cứng uh, ở lại nên khi mà nếu mà quý vị có thắc mắc câu hỏi đó thì nếu mà những ở nhà thờ bảo trợ nào mà quý vị mà quý vị mà muốn đóng góp bảo trợ chúng tôi để chúng tôi có cơ hội để tiếp tục tổ chức những cái sinh hoạt này cho cộng đồng đó thì xin quý vị liên lạc với cô Olivia Lee là nếu mà quý vị muốn nói tiếng Việt đó thì mà cô Olivia Lee số phone là 714 880 4476 714 880 4476 là cô Olivia Lee For those who following the program and want to come, uh, contact us uh, to sponsor the events or to participate as a vendor, uh, you guys can contact us uh, uh, through Vietcares and speak with Ken White. His phone number is 949-331-8780, 949-331-8780. hoặc là quý vị có thể liên lạc với Việt Khe là uh, 949-208-1050 949-208-1050 nên mà quý vị muốn liên lạc với văn phòng Việt Khe. còn hai người mà có trách nhiệm để giúp uh, uh, về cái sự ngoại uh, ngoại vụ đó là ông Ken White và cô Olivia Lee thì uh, thêm lần nữa là cô Olivia Lee là số phone là 714-880-4476 và ông Ken White là 8780 và trong cái bữa hội thảo nó uh, kia lần này đó là cái bữa thảo hội thảo uh, với việc uh, với phở đó đây, đây là lần là, là, là đầu tiên chúng tôi tổ chức cái này liên quan tới đồ ăn với hội thảo cộng chung với nhau là chúng tôi mong là đây là năm đầu tiên mà năm kế tiếp có thể là một cái trường hợp và chúng tôi mong là có những cái nhà hàng phở có thể thi với nhau thì đưa với nhau uh, để coi ai là người nhà hàng nào hoặc là ai là người nấu phổ ngon nhất trong cộng đồng chúng ta uh, thì đấy là năm kế tiếp nhưng mà năm nay là năm chúng uh, là uh, công ty quốc việt uh, rất là may mắn chúng ta rất là cảm ơn uh, công ty quốc việt bảo trợ uh, cho cái uh, bữa hội thảo sắp đến nay là ngày 8 tháng 10 và chúng tôi cũng xin cảm ơn uh, uh, california là each mind matters là cái hội uh, một cái chương trình của cái cái, cái cơ quan uh, tâm bệnh uh, của tiểu bang California có đã đã cho chúng tôi một cái ngân khoản uh, nhỏ nhưng mà chúng tôi vẫn quý uh, để chúng tôi có thể có cơ hội để tổ chức cái những cái sinh hoạt như thế này uh, nếu mà quý vị muốn uh, có thắc mắc hoặc là muốn uh, tìm hiểu thêm đó, thì xin quý vị lên cái trang mạng của việc khe chúng tôi là việc khe Uh, việt care org thì quý vị có lên trên mạng đây. Thì đây là trên là Việt Care Việt V i e t hyphen là cái gạch giữa Đó đánh Care là C a r e .org thì quý vị có thể lên trang mạng của chúng tôi. Đây thì có nói chuyện về cái ngày sắp tới này là cái bữa hội thảo uh, ngày tám tháng 10 đây. Và nếu mà quý vị muốn đóng góp thì quý vị có thể bấm vô cái nút đây là donate. Thì quý vị có thể uh, ủng hộ bằng cách uh, giúp đỡ chúng tôi bấm vô đây. Những cái phần mà quý vị ủng hộ đó thì quý vị có thể trừ thuế tại vì uh, công ty của chúng tôi cái hội của, bất của chúng tôi là hội bất vụ lợi. Nên những cái uh, sự đóng góp của quý vị uh, thì được sẽ được trừ uh, thuế cho sau năm. Uh, thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt View hôm nay và thêm lần nữa chúng tôi xin mời quý vị à, đến với chúng tôi ngày mùng 8 tháng 10 thứ bảy từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều à, tại cái bãi đậu xe trước mặt à, Phước Lộc Thọ. Địa chỉ là à, 9200 đường Sa Avenue à, thành phố Westminster cho những người ở thành phố khác đến đây và không biết Phước Lộc Thọ ở đâu thì có thể đến trước cái bãi đậu xe à, tại Phước Lộc Thọ sẽ có một cái bữa hội thảo cộng đồng à, cộng với những tô phở ngon thì lại chúng ta sẽ có phở chay nữa phở chay phở gà và phở, phở bò cùng lúc là quốc việt sẽ cũng có sự đóng góp và bảo trợ cho những sinh tấu nước mát nữa thì chúng tôi xin kính chào và quý mời kính mời quý vị đến tham gia để học hỏi thêm à, và quan trọng hơn nữa là để nối kết với nhau cộng đồng chúng ta cần nối kết với nhau trao đổi với nhau để chúng ta có thể hợp tác và ủng hộ tinh thần cho nhau và cộng tác với nhau để lấy lại những cái quyền lợi, xin những cái quyền lợi cho cộng đồng chúng ta để đối phó với cái vấn đề lớn uh, trong cộng đồng chúng ta là cái vấn đề rất là nghiêm trọng là vấn đề uh, tâm lý tâm thần tâm bệnh thì xin, chúng tôi là Paul hòa xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình tuần này và xin gặp quý vị trở lại tuần sau.